Vũ mến chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở trên bờ ông Mẹt. Ở đây có hai chiếc phơ 4000 đang cài nha các bạn. Thì để mình quay cho các bạn xem nha. Hồi nãy mình có quay Nghĩa, nó chạy cái máy cắt cỏ, nó xới cái tấm mì các bạn, xới cho hả hơi ra để mà cho mì nó phát triển cho nhanh á. Thì mình quay xong rồi, bây giờ thấy hai chiếc máy cài đang cài bên đây nè. Đó, giờ chạy qua quay cho các bạn xem chơi ha. Hai chiếc chạy rất nhanh nha các bạn. Hai chiếc này vỏ sau thấy vỏ lớn nha. Bạn thấy cái vỏ sát cái gì không? Bác này thấy xịt cỏ xong nha các bạn, xịt cỏ xong rồi. Bây giờ là bắt đầu là cài. Cài xong cái này không biết trồng mì hay trồng hàng bông đây. Ở đây có một số trồng mì, có một số trồng hàng bông, có một số mướn trồng mía, tập lâm hết. Này chạy xuống nữa rồi, sắp xong rồi. Mình lên trên kia đứng nha các bạn, cho nó đỡ nghịch sáng nha. Ở trước anh còn quẩy cổng trước luôn à. Cổng trước để trả diêm, trả lúa đâu. Vài bữa chả hôm mì được cũng được. Chứ làm tạ luôn, làm tạ trước luôn. Rồi bây giờ anh rong cái bờ, bây giờ xả giạc qua đây luôn nha. Con bờ lên bên kia luôn. Chiếc kia chạy dài trên kia rồi. Cao đất này cũng hơi lớn ha các bạn, nên nó lại quay nó cũng hơi xa ha, hơi khó quay ha. Dùng máy zoom quay còn hơi khó quay á. Phơ 4000 thì nó 55 HP nha các bạn. Dung tích động cơ nó 3.3 lít 3 máy nha. Bê tông nó thì 112. Đó, nó cho ra công suất là 55 mã lực. 55 mã lực thì nói chung Phơ nó làm việc cũng rất là nhiều nha các bạn. Nó cài được nè. Xới được nè. Kéo nữa, đặc biệt là kéo đi đường trường nha các bạn. Kéo mì xuống ruộng thì dở chứ thật sự kéo bao bì rồi đi trên lộ á rất là ok luôn nha. Dàn này như dàn thì tháo của chú Chính Bình luôn á nha.
Rồi dàn rồi của chú Chính Bình luôn nha các bạn. Bình luôn á, dàn này nó hơi cũ rồi, rồi qua chạy đăng kế bên quá. Để coi phải ghé phải xá giạc xuống không, rồi ghé phải xá giạc xuống. Hai chiếc chạy chung thì rất nhanh nha các bạn. Bác mình đó hơi ướt à. Hơi ướt. Giờ chạy vòng này xong chạy lên lăng này nữa mới xong. Và sẽ lên đất kia không? Lên đất nhìn đá không? Rồi. Chuyện này chạy lên nó là xong nấm này nha các bạn. Giác cái đường hơi sâu rồi. Nó chưa lại, chưa lại chú chạy sao quá, này giống chạy đất nhà các bạn ơi, anh chạy đất nhà hay vậy? Cậu này ướt quá. Đất này cái hậu cũng ngắn. Các bạn thấy cho bánh không? Đất ướt quá cho bánh không? Mình thấy là bữa hổm cài một quận rồi nha các bạn. Cài quận sau mưa rồi cài tiếp. Bữa hổm là cài quận á hả? À, mưa nó dẻ. Cài quận xong rồi giờ mưa nó dẻ giờ mới cài tiếp. Năm nay mưa chỗ này là giống như là một mẫu đất là phải lỗ thêm 1 triệu nữa, tiền cài thêm quận nữa. Chiếc nào mắc lầy bỏ cây hồi vụ nó kéo mì hay gì nè. Đó. Anh cài trúng không? Anh cài trúng rồi giờ anh ôm giục lên. Rồi chiếc đó lên thì chiếc này xuống. Phải hai chiếc chạy lượt đã ha, hai chiếc chạy lượt quay đã.
chiến này chạy nhanh. Chạy bao lâu, không bao lâu là xong à. Hai chiếc chạy này chạy mẫu quá nhanh luôn. Bên đó cái giặt này cho nó còn ướt nè, ướt nhiều nè. Nhưng mà các bạn cài lên một tắc 2 này nó sẽ mau khô hơn nha các bạn. Còn các bạn không cài là lâu, rất là lâu khô luôn. Mà không cài rồi mà giờ mưa xong rồi dẻ các bạn thấy bằng thẳng đúng không? Mà bây giờ phải cài, không cài là không biết nào khô. Cài cho nó mau khô. Thôi bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất về video nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.